Đại ca tụi bay, đại ca bây giờ mà muốn mập ít nhất phải 5 tháng mới lên cân được. Ê bay, thả cái trái tim trên đầu tao cho chị. Này du duyên, tao đang ăn cứ kêu tao chu cái mỏ lên. Du duyên thì tao ăn ngoài nó chặt cái chủ hoài. Ăn cũng yên lắm. Nói đi hồi chiều à. Nói chứ chị hay nối mi á, cho nên chị tháo ra được vài ngày chị chịu không được, chị phải nối lại. Nãy có đứa anti trên sổ bò mình, nó chửi tao á, nó nói nè coi chừng ngày mai nhà tao có trống kèn thổi gì đó, bà nội cha tao kêu là yên tâm đi, nhà tao phước đức dữ lắm, coi chừng nhà mày bị á chứ nhà tao phước đức dữ lắm. Hổ không gầm, cứ tưởng là Hello Kitty. Tụi bay thấy không? Hổ không gầm tưởng Hello Kitty. Trời đánh trắng, đó, ăn đừng có chửi đúng không? Trời đánh trắng bữa ăn. Bye nha, tao giờ ra suối tao like. Bye bye. Bye nha.